Chào các bạn ha, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái file báo cáo thực hành công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát ha. Thì bạn nào khóa 11 đang học thì có thể xem về file báo cáo này. Thì cái file báo cáo nó sẽ gồm các nội dung sau đây. Thì các bạn có thể thấy được, mình sẽ đi sơ qua ha. Thì cái nội dung của file báo cáo này mình sẽ để dưới phần bình luận của video nha các bạn. Các bạn xuống phần bình luận và các bạn lấy file giúp mình nha. Thế đây mình sẽ đi sơ qua cái phần nội dung của file báo cáo này trước. Thế thì các bạn sẽ được đầu tiên cái ngày đầu tiên á, thì các bạn sẽ học về cái công nghệ sản xuất bia. Thì buổi sáng các bạn sẽ học có là nghiền man, nấu dịch cháo ha. Buổi chiều thì các bạn sẽ thêm hoa hút lông đồ vô, các bạn sẽ tiến hành ủ bia, vân vân. Đầu tiên bài 1 là thủy phân nguyên liệu man đại mạch thì ha. Thì cái phần này sinh viên sẽ chuẩn bị trước khi đến lớp, thì các bạn sẽ chuẩn bị cái phần này ha, các bạn sẽ ghi mấy cái phần này. Thì cái file thì mình đã để bên dưới bình luận rồi, cho nên là mình sẽ đi sơ qua. Không, các bạn nào thích chụp thì có thể chụp lại ha. Thì cái này trong sách, cái nội dung này trong trong sách có nha các bạn ha. Vẽ sơ đồ đường hóa thì bây giờ đây mình sẽ giải thích sơ sơ một chút. Thì đường hóa sẽ trải qua các giai đoạn như sau. Là đầu tiên các bạn sẽ là 52 độ C, sau đó các bạn sẽ nâng lên 57 độ C, sau đó 62 và 72. Để làm chi các bạn biết không? Để cái này là có nghĩa là ở từng nhiệt độ khác nhau thì cái hệ enzyme nó sẽ hoạt động khác nhau. Thì cái trong cái man đại mạch đó nó sẽ có nhiều loại enzyme. Ví dụ như 52 độ này sẽ có enzyme, mình ví dụ thôi nha. Ví dụ như 52 độ sẽ có enzyme alpha amylase, 57 độ sẽ có enzyme beta amylase ha, còn 62 độ sẽ có enzyme gì khác. Thì enzyme nào thì các bạn sẽ xem lại trong cái file lý thuyết của công nghệ sản xuất rượu bia nước giải khát á. Thế thì cụ thể đó là enzyme gì ở từng nhiệt độ thì các bạn sẽ xem lại cái file giáo trình ha. Thì trên YouTube của tôi cũng đã để cái file giáo trình cho bạn nào cần thì có thể lấy được. Ở đây nè, man được đun với nước ở 52 độ C để làm chi? Ở đây có giải thích kỹ luôn nha. Ở đun ở 52 độ C để làm chi? Đây là cái nhiệt độ lý tưởng để thủy phân protein và protease. Protein vì protease là cái enzyme để phân hủy protein á, nó sẽ có cái nhiệt độ OBT là nhiệt độ tối ưu ở 45 đến khoảng 55 độ C ha. Tại đây các protein sẽ bị protease phân cách thành những axit amin, protein cung cấp dinh dưỡng gì đó, peptide cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của nấm men. Cái này ở 52 độ C ha, sau đó các bạn sẽ nâng lên 62 độ C để làm chi? 62 độ C là nhiệt độ thích hợp cho các quá trình thủy phân tinh bột trong man bằng enzyme beta amylase. Bởi vì sao? Bởi vì beta amylase sẽ tạo ra maltose. Beta amylase sẽ cắt mạch, mà cắt một lần sẽ là hai phân tử ha. Cho nên beta amylase sẽ tạo ra cái đường maltose từ cái đầu không thử á. Các bạn biết tại sao nó tạo ra được maltose mà không tạo ra luco không? Tại vì nguyên một cái chuỗi, gọi là cái chuỗi tinh bột hoặc là cái chuỗi polysaccharide gì đó, nó sẽ thường thường nếu mà tôi đang nói đến là alpha amylase ha, thì nó sẽ cắt một phân tử đường từ đầu không thử. Còn beta amylase nó sẽ cắt hai phân tử đường từ cái đầu đó. Cho nên nó sẽ tạo ra được đường maltose ha. Tiếp theo là các bạn sẽ phải nâng lên nhiệt độ 72 độ C để làm chi? 72 độ C là cái sự hoạt động mạnh của enzyme amylase, sẽ phân cách tinh bột thành những cái dextrin. Amylase thì nó ngược lại, nó sẽ cắt tinh bột thành dextrin. Các bạn biết dextrin là gì không? Dextrin là những cái mạch ngắn hơn tinh bột ha. Và những cái chuỗi luco nó liên kết với nhau thành một cái chuỗi dài, nhưng mà nó sẽ ngắn hơn cái mạch tinh bột. Còn 76 độ C để làm chi? 76 độ C là cái quá trình cuối cùng, là cái nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao này sẽ rất là thuận lợi cho quá trình lọc. Tại sao ha? Các bạn biết sao không? Khi mà nhiệt độ cao thì cái nhiệt độ nó sẽ tỷ lệ nghịch với độ nhớt. Nhiệt độ cao thì cái độ nhớt nó sẽ giảm xuống ha. Nhiệt độ cao thì độ nhớt nó sẽ giảm. Thì đồng thời sẽ bóc hoạt được cái lượng enzyme để hạn chế ảnh hưởng đến sự chất lượng của các sản phẩm. Tỷ lệ man là nước phần 1 phần 5 ha. Để làm chi thì chúng ta đã trình bày kỹ. Câu 5, dùng để biết quá trình thủy phân kết thúc hay chưa cần phải dùng hóa chất nào để khử ha. Thì ở đây tôi cũng muốn nói nhấn mạnh cho các bạn nè, để biết thủy phân kết thúc hay chưa. Thủy phân là gì? Thủy phân là quá trình cắt
chuyển tinh bột thành đường. Thủy phân ha, thủy phân hay gọi là cái quá trình đường hóa, là cái quá trình mà chuyển cái tinh bột trong manh cái trong cái manh đại mạch đó thành đường. Nhưng mà để kết thúc, để xem là cái quá trình này nó kết thúc hay chưa, thì các bạn sẽ thử bằng một cách là để là có nghĩa là các bạn sẽ xem tinh bột nó hết hay chưa. Nếu mà tinh bột hết thì các bạn sẽ nhiễu iốt vô, thì nếu mà các bạn nhiễu iốt vô ha, nếu iốt chuyển sang màu xanh tím thì cái thì có nghĩa là nó còn tinh bột á, là cái quá trình thủy phân này vẫn chưa đạt ha, còn tinh bột sót. Nếu iốt mà không đổi màu, cái màu màu thường của iốt là cái màu vàng vàng ha, nếu iốt không đổi màu thì cái quá trình thủy phân kết thúc, tinh bột được thủy phân hoàn toàn. Rất là dễ nha các bạn. Cái phần này thì các bạn đã được học trong cái phần thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm rồi ha. Tiếp theo là câu 6, lọc dịch ở nhiệt độ bao nhiêu? Thì như tôi đã trình bày trên thì các bạn sẽ lọc dịch ở nhiệt độ 76 độ C. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi cái dịch man mà sau khi thủy phân á, thì nó có độ nhớt cao. Cho nên là các bạn phải tiến hành lọc nóng để chi? Lọc nóng để cho cái độ nhớt nó giảm xuống. Độ nhớt giảm xuống để sẽ là thuận lợi cho quá trình lọc, nó diễn ra dễ dàng hơn. Câu 7 ha, thì cái tiêu chuẩn của cái dịch thủy phân. Dịch thủy phân là cái dịch gì? Cái dịch thủy phân là cái dịch mà các bạn vừa nấu man đại mạch xong á, thì cái cảm quan nó phải sao? Cảm quan nó phải trong. Thì tiếp theo ha các bạn ha, thì cái này là cái quy trình. Cái quy trình thì các bạn có thể nhìn trong cuốn sách và ghi lại ha, thì cái quy trình này trong sách thực hành đã có, thì các bạn có thể ghi lại. Còn ở đây là các bước mà thực hiện thực tế trên phòng thí nghiệm á, thì giáo viên của các bạn hướng dẫn như thế nào thì các bạn sẽ ghi như vậy ha, ghi theo ý của giáo viên. Tiếp theo là cái bước tính hiệu suất của quá trình thủy phân, thì đây tôi có để cho các bạn cái công thức. Ở đây các bạn có thể tính được ở bên dưới ha. Bên dưới các bạn sẽ tính lại cái công thức của quá trình thủy phân. Đánh giá chất lượng thì các bạn có thể ghi theo các tiêu chí như là hóa lý, cảm quan, thể tích gì đó vân vân. Nhận xét bài thực hành này thì tùy ý các bạn thôi, thì trả lời câu hỏi là các bạn phải giải thích được các câu hỏi này như thế nào ha. Thì trong cái file này thì tôi đã trình bày rồi, cái nào các bạn muốn thì có thể xuống phần bình luận mà lấy. Bài thứ hai là cái bài buổi chiều. Bài buổi chiều thì các bạn sẽ là nấu hoa hút lông với dịch thủy phân từ man đại mạch. Thì cái dịch thủy phân là các bạn đã nấu vào buổi sáng, thì buổi chiều các bạn sẽ bổ sung hoa hút lông vô ha. Thì một số đặc điểm chính của hoa hút lông là hoa bia, thì vai trò của hoa hút lông là gì? Hoa hút lông nó sẽ có nhiều cái hợp chất như là polyphenol ha. Polyphenol sẽ tạo được cái chất keo. Tiếp theo là chất đắng, chất hợp chất chứa nitơ, polyphenol là chất đắng, alpha acid, beta acid gì đó. Tiếp theo là trình bày mục đích công nghệ và cơ sở lý thuyết của quá trình đun sôi. Cái này thì các bạn sẽ chép trong cuốn giáo trình như thôi ha. Trình bày yêu cầu kỹ thuật của quá trình đun sôi thì cái này trong. Ở đây thì có hai cái đơn vị muốn lưu ý cho các bạn. Độ màu. Độ màu thì người ta sẽ ghi đơn vị là EBC. Và độ đắng. Độ đắng người ta sẽ ghi là BU. Ở đây là một cái cách tính. Có cái bài tập nè. Có 550kg hoa tươi với độ ẩm 78,5%. Hỏi thu được bao nhiêu hoa khô. Thì cái này tôi đã giải sẵn trong cái file rồi nha. Cái này là cái bài toán hạ độ rít. Cái này người ta gọi là bài toán hạ độ rít xuống, thì các bạn có thể xem ở đây. Còn đây là bài toán tính số gam hoa viên. Bài toán tính số gam hoa viên để bổ sung vô thì các bạn sẽ ghi như thế này ha. Liệt kê dụng cụ. Cái này thì các bạn sơ đồ. Cái này là hết cái bài bia nha các bạn ha. Tiếp theo bài bia thì các bạn sẽ học bài thứ 3. Bài thứ 3 các bạn sẽ tìm hiểu về cái quá trình lên men bia. Lên men bia thì có 5 giai đoạn nha. Và tính cái số tế bào nấm men cần phải nuôi cấy vô nè. Lên men bia. Lên men bia xong bài một bài nữa thì các bạn sẽ học về công nghệ sản xuất rượu. Sẽ có hai loại là rượu trái cây ha. Rượu trái cây thường thường hồi đó tôi học đó là rượu trái thơm. Và rượu được lên men từ rượu nếp. Cái file này thì tôi đã để bên dưới rồi, các bạn nào muốn xem thì có thể xuống dưới lấy file nha. Và hai cái bài cuối cùng là cái bài sản xuất công nghệ sản xuất nước giải khát pha chế, và một cái bài nữa là bài nạp bão hòa khí CO2 vào nước giải khát ha. Thì hai bài đó là hai bài dễ nhất trong cái chương trình này.
Thì cái file báo cáo này tôi đã để bên dưới bình luận ha, bạn nào cần thì có thể xuống dưới lấy ha.